giá trị mà mình đưa vô ấy, thay vì chó đến luôn ở đây thì mình sẽ cho chó đến cái vùng nhớ mới này, các bạn lưu ý nha. Rồi, và cái nốt 22 mà mình vừa thêm vào đây thì nó cũng đang left và right của nó cũng đang chó đến luôn. Đó, ok. Rồi, chỗ này chúng ta sẽ return 1 để báo cho trình biên dịch biết là chèn thành công. À, không phải chạm trình biên dịch mà là chúng ta các bạn thành công. Ok. Rồi, thì để tiện cho việc thêm vào nhiều nốt một lúc thì mình sẽ có thêm một cái hàm void insert nó, à void input nha các bạn. Mình nhập đó các bạn. Thì ở đây mình sẽ nhập vào trong một cái cây. Truy chúng ta nhập cho nó thì chúng ta sẽ thay đổi nó. Rồi. Đây mình sẽ có một cái viên integer. Cái này giống với lại chúng ta dùng danh sách liên kết đơn thôi, không có gì nha các bạn. Rồi, cout nhập x bằng 0 để thoát. X bằng, rồi. Rồi mình sẽ xin x. Rồi kiểm tra x bằng 0 thì chúng ta sẽ grab. Còn không thì chúng ta sẽ chèn cái node vào, chúng ta sẽ gọi hàm insert node và chèn vào là chèn vào cho cái cây đó, chúng ta chèn truyền cái node gốc vào cho cái biết, tại vì cây được quản lý bằng cái node gốc cho nên chúng ta sẽ truyền vào cái node gốc, tức là đã truyền vào cả cái cây đó rồi. Đây, ở đây là x. Vòng lặp này sẽ diễn ra cho đến khi nào người dùng nhập bằng không, cho nên ở đây mình sẽ đặt là y 1. Ok, rồi. Ở đây, bây giờ mình sẽ thử hàm main nha. Rồi main, mình cho nó chạy thử một chút để xem có lỗi gì không. Rồi mình sẽ cần một cái cây truy root. Trước khi sử dụng cái cây này thì chúng ta phải dùng cái hàm create truy, đúng không các bạn? Và mình chuyển vào root. Ok, rồi insert à, input. Rồi mình chạy thử nha các bạn. Rồi 7, 8, 9 và 0. Rồi, không có lỗi gì sinh ra hết. Rồi, tạm thời là chưa có lỗi gì. Thì có hay không nữa thì chúng ta sẽ phải dùng cái cho nó xuất ra để chúng ta kiểm tra, đúng không các bạn? Để xuất thì chúng ta sẽ có một số cái cơ chế cần phải lưu ý. Có 3 cái phương thức xuất phổ biến là L, N, R, L, R, N và R, N và L. 3 cái phương thức xuất phổ biến. Thì ở đây cái quan trọng nhất mà chúng ta cần quan tâm đó là LNR. LNR là gì? Là left node right. Đây các bạn, chúng ta chỉnh lại nha. L left node right. Đây, đây là cái cơ chế quan trọng trong cái việc xuất hoặc là xử lý thông tin. Tại sao quan trọng? Thì mình sẽ nói cho các bạn đấy. Ở đây nếu các bạn coi như cái cây của chúng ta chỉ có 3 nốt này thôi nha, 3 nốt phía trên này thôi. Nếu như mình xuất thằng left trước thì sẽ được đầu tiên là 5, đúng không các bạn? Rồi đến nốt là được số 10. Rồi 10 và mình xuất tiếp right và mình sẽ được số 20. Các bạn thấy dãy số của mình là một dãy số tăng, đúng không ạ? Hoặc bây giờ mình cho, khi mình gọi đệ quy lại cho cái thằng này, nhìn nha các bạn, mình gọi đệ quy lại cho số cái nốt P1 này thì nó sẽ coi như trên cái này chỉ có 3 nốt thôi, 3 nốt ở đây, một nốt là null rồi và một nốt có giá trị là 1, xong đến xuất chữ nốt, xuất nốt ra thì sẽ là 5 và null. Vậy thì cái dãy của ta vẫn là một dãy tăng, đúng không các bạn? Tiếp tục mình, nếu như mình đệ quy
cho cái thằng số này trước, thì có phải left của nó là null thì nó sẽ không xuất được rồi. Xong đến node và đến right, node là 1, right là 3, dãy của chúng ta là dãy tăng. Tuy nhiên việc để quy nói như vậy thì các bạn sẽ thấy không đúng cái trình tự lắm. Tuy nhiên nếu như để quy thì đầu tiên mình sẽ gọi left node right cho thằng này, xuất theo kiểu left node right cho thằng này, thì trong khi đó mình sẽ gọi trước khi xuất thằng này, mình sẽ gọi tiếp left node right cho thằng này. Và cũng tương tự, chưa vội xuất cái node mà mình sẽ lại đi gọi cho thằng này đã, cho đến khi cái node mà mình truyền vào là bằng null thì nó mới bắt đầu đi xuất thằng left và xuất thằng node right ra rồi tiếp tục chạy ra. Thì như vậy cái thứ tự xuất của mình sẽ là như thế này, đầu tiên là như này, xong đến thằng này, đến thằng node này, đến thằng này và đến thằng này. Bạn lưu ý nha, là mình sẽ cần chuẩn Z ra để cho nó gọn cái màn hình. Thì theo thứ tự để quy left node right thì cái lần lượt các cái thứ tự duyệt sẽ là từ đây xuống trước, lên đây, về đây, rồi từ đây xuống đây, thằng này và thằng này đến thằng này. Các bạn sẽ thấy trên mỗi một cái node này chúng ta sẽ thấy cái cơ chế xuất là left node right. Tuy nhiên chúng ta sẽ xuất từ cái thằng nằm dưới cùng bên tay trái của chúng ta, không phải dưới cùng mà là cái node bên trái, cái con trỏ bên trái của nó cho đến null. Cái node nằm bên tay trái của chúng ta và node bên trái của nó cho đến null. Đây, P3 là node bên trái của chúng ta và P left của P3 trỏ đến null. Vậy thì chúng ta sẽ xuất đi theo thứ tự này. Đây, các bạn lưu ý nha. Thì đây, mình sẽ viết thuật toán ra rồi để quy cho các bạn thấy. Rồi. Void. Thay vì các bạn ghi output thì các bạn có thể ghi là L, N và R luôn cho để thầy cô có thể dễ nhận ra luôn. Quy. Root. Ở đây chúng ta chỉ xuất thôi chứ chúng ta không có thay đổi gì hết. Rồi, if root khác bằng null, khác null thì đầu tiên left mình sẽ gọi để quy cho thằng left, vậy thì mình sẽ gọi là để quy l n r root trỏ đến p left. Ok, xong đến gốc thì nốt gốc mình sẽ làm gì? Mình sẽ chỉ viết cái giá trị của nốt gốc ra thôi. Thì mình cout root trỏ đến x n, đây là n line và đây là left này các bạn, left, đây là node và đây là right. Thì chúng ta chỉ cần gọi l n r cho root trỏ đến p right. Ok, đây cái hàm của chúng ta như vậy. Rồi mình sẽ chạy để từng bước cho các bạn thấy. Đầu tiên khi mình gọi hàm này, mình sẽ truyền vào root trước, thì root đi vô khác null đúng không các bạn, thì nó sẽ chạy vào cái lệnh đầu tiên này là lại gọi để quy cho cái node này. Nhưng mà cái nốt gốc truyền vào cái nốt gốc không phải là root nữa mà là root trở đến plf, tức là mình đang truyền vào cái nốt này. Kiểm tra khác null đúng không ạ? Sau khi nó gọi cái lệnh này đúng không? Gọi cái lệnh này thì nó sẽ quay ngược lại như đây và đi kiểm tra. Gọi lệnh này đi 1, xong đây đến 2, đến đây 3, rồi lại quay về đây. Nhớ các bạn. Rồi. Truyền vào thằng này khác null, nó lại gọi left node right cho thằng, bây giờ thằng này đang là root nha các bạn, đây là root. Rồi nó lại truyền vào left node right, nhưng gọi left node right, tuy nhiên truyền vào root trở nên p left của thằng này đang ở đây, cho nên giờ ở đây là root. Tuy nhiên bây giờ root khác null à bằng null, vẫn khác null đúng không các bạn. Rồi nó sẽ gọi tiếp và nó truyền vào xuống dưới đây
VLAB của nó là root ở đây. Bây giờ root ở đây, root của chúng ta bằng null đúng không ạ? Thì nó sẽ không gọi nữa, nó sẽ return về, à nó sẽ thoát chương trình đúng không ạ? Tại vì ở đây chỉ có trường hợp khác null nó mới chạy. Rồi, nó thoát chương trình thì chỗ này gạch nha các bạn. Rồi nó quay lại lên trên đây. Lúc này nó đã thực hiện cái lệnh gọi left node right cho thằng bên trái rồi. Bây giờ nó sẽ xuất ra. Đúng không các bạn? Thì bây giờ left node right cho thằng bên trái trả về, nó gặp vùng nhấn null thì nó thoát rồi. Bây giờ tiếp tục gọi lệnh này cout, thì ở đây sẽ là số 1, cout cái gốc ra thì được số 1. Xong nó lại gọi left node right cho thằng bên phải, left node right cho thằng bên phải, thì ở đây bây giờ đây là root. Rồi khác null đúng không các bạn, khác null thì lại quay lên trên đây, nhưng mà chuyển vào PLF thì root sẽ chuyển xuống dưới đây, chuyển xuống đây gặp null thoát trở về. Rồi thoát trở về, cout thằng này đã cout ra thì được 3. Rồi lại gọi left node right cho thằng bên phải, left node right cho thằng bên phải được null, null lại trở về thoát. Vậy coi như root này xong, root này nằm bên phải của cái thằng P3 này. Và bây giờ xử lý xong bên phải rồi, bên trái xuất cho hồi xong bên phải, thì tức là thằng root này cũng đã kết thúc nhiệm vụ của nó rồi. Và quay trở lên thằng này, quay trở lên thằng này thì tức là toàn cái cánh bên trái của nó đã được xử lý xong. Bây giờ nó lại gọi cái lệnh xuất thằng này ra đã, thì được số 5. Số 5 lại gọi left node right cho thằng bên phải, bên phải là null, kết thúc. Vậy kết thúc thằng root này, vậy nguyên cái cánh bên này mình đã xử lý xong. Rồi qua bên này, nguyên cánh bên này xử lý xong rồi, bây giờ gặp root phải cái lệnh left node right này đã xong rồi đúng không ạ? Lại cout thằng này ra đã, thì chúng ta sẽ được là 10. Rồi gọi để quy cho thằng bên phải, thì ở đây bây giờ root là ở đây, quay lên khác null, khác null. Rồi gọi để quy cho bên trái, bên trái chờ xuống đây khác null, lại gọi tiếp tục gọi để quy cho bên trái bằng null, không làm gì hết, quay trở về lại trên đây, quay trở về lại trên này và xuất cái số đó ra thì chúng ta sẽ được 12. Rồi xuất xong gọi tiếp để quy cho thằng bên phải là chỗ này, khác null, tiếp tục đi kiểm tra thằng đi khác null rồi thì nó sẽ gọi cho thằng bên trái r xuống đây bằng null, không làm gì hết, trở về thì xuất số này ra chúng ta sẽ được 16. Lại gọi left node right cho thằng bên phải, left node right bên phải thì cũng lại bằng null, chúng ta sẽ không làm gì. Xong, vậy thì thằng này coi như xong hết, và nguyên cái cánh này coi như đã xong rồi nha các bạn. Cánh này xong rồi, nhiệm vụ của bên trái của cái nốt P2, bên trái nốt P2 đã xong, thì lại xuất cái thằng P2 ra, số này là được 20. Rồi gọi để quy tiếp cho bên phải, khác null, R nằm đây, khác null, gọi tiếp cho bên trái, R nằm đây, bằng null không làm gì cả. Rồi bằng null không làm gì cả, trở về xong lệnh này, chạy xuống cout cái số 25 ra. Đó, các bạn thấy cout số 25 ra. Rồi gọi để quy cho bên trái, bên trái cũng bằng null đúng không ạ? Trái bằng null thì không làm gì hết, nốt này xong. Vậy là kết thúc cái quá trình duyệt cây của chúng ta. Ok, vậy thì kết quả của chúng ta là 1, 3, 5, 10, 12, 16, 20, 25, là một dãy số tăng. Rồi ok, mình sẽ thử nha các bạn. Cout à, L N R root. Ok rồi, bây giờ mình sẽ thử đi. Rồi mình nhập một dãy số bất kỳ nha các bạn, xem thử cái kết quả xuất của mình ra có được như vậy không. Rồi mình nhập từng này, các bạn thấy kết quả của mình là 3, 5, 6, 7, 9, 10, 20, 24. Ở đây mình nhập bao nhiêu số?